Kinh văn. Nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng. Nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật. Thuở trước, có một vị Đại Bồ Tát phát nguyện rằng, giả sử có người phạm các tội ngũ nghịch, tứ trọng, thập ác, thì tôi vẫn có thể cứu độ được. Vì trường hợp trộm cắp tài vật của thường trụ, dù chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, thì tôi không thể nào cứu nổi, vì tôi không có cách nào cứu được người đó. Giả sử có người giết chết 84.000 cha mẹ của mình, tạo tội nghiệp thâm trọng đến giường ấy, thì bằng nguyện lực của mình, tôi vẫn có thể cứu được người đó thoát khỏi địa ngục. Nhưng nếu người đó trộm cắp tài vật, đồ ăn thức uống của thường trụ, dù chỉ một hạt gạo, thì tôi cũng không tài nào cứu nổi. Qua lời nguyện trên, quý vị có thể thấy được rằng trộm cắp tài vật của chùa là tội lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Chúng ta là những người tin Phật, tức cần phải hiểu cho thấu đáo điều này. Phạm là tài sản của thường trụ như lúa gạo, đồ ăn thức uống, hoặc ngay cả một món đồ hết sức nhỏ bé, tầm thường, nhưng nếu chưa được chủ nhân ở chùa cho phép, thì quý vị cũng không được lấy, bằng không sẽ mắc tội không cho mà lấy. Và như thế, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn. Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm cũng không được. Lược giảng. Ngài Địa Tạng thưa giới Maya phu nhân rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, gây ra vô số nghiệp tội như tôi vừa kể, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Địa ngục có 5 loại không gián đoạn. Bấy giờ chúng sanh đó cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cũng không được.